À, xem con hàng Rayan là nó kiểu nó vui vui mà. Zakaki 80 làm con được anh em ạ. Vui mồm nhỉ. Mua vui mồm, đéo gì. 80 đơn giản. PvE BS thì được cái là chỉ số phòng ngự. Đánh đầu mạnh. Con này thì lại có nỗ lực đến cùng. Cái nỗ lực này không quá quan trọng. Danh tiếng còn mùa áp lại tốt hơn. Rồi. Kia đã chịu được. Treo 4 lít cho ông nào. Ông nào nhả không? Treo con này 4 lít đi. Tôi cứ treo đã. Thể hình của con na chó áp rồi bé hơn một chút. Nhưng mà được cái thuận hai chân. Ừ. Nó có mấy tỷ thì cũng không cần phải tiếc. Mấy tỷ thì không cần tiếc. Mua luôn được. Ok nha. Chào mừng na chó về với team. Hakimi, ông nào nhả đi, ông nào đang treo Hakimi nhả tôi đi. Nhả tôi đi. The Thomas còn bán mắc. Nhả đi các thầy ơi. Nhả đây. Rudiger. Không treo nữa đi. Lại treo Min. Davosuker. Ultrazeno. Nhau có gợi ý con nào nữa không nhỉ? Ok, ông nào gợi ý Morata chắc là người bán hàng đúng không? Ông nào bán Morata đấy? Ông nào bán Morata đấy dí cho tôi được con hàng nhanh thế nhỉ? Anh em dí được cho tôi con hàng nhanh thế nhỉ? Không dùng CR7, dô béo. Benzema anh em ơi. Cái con đấy đá hoài chán. Đá nhiều nó cũng chán. Tôi ghét con Hazard lắm. Tôi biết là anh em cũng thích đá Hazard. Hazard ngoài đời Real chả dùng được. Bây giờ anh em lại dí cho tôi. Ngoài đời một năm đá trận. Ozin, anh em mà bán thì tôi cũng bú. Tập chén giá của streamer chứ mẹ cay thế nhở. Thôi được rồi. Dỗi mẹ mua mẹ luôn. Gần đéo mình. Nghe gắt không anh em. Tôi nghĩ là chính cái ông bán cái con Hakimi này vào chèn giá của tôi này. Để kích cầu này. Kích cầu này, nghỉ lắm. Chính ông. A few moments later. Vẫn đang mua mấy con này anh em ơi. Tiền nó găm hết ở đây rồi, còn có 1.000 tỷ thôi. À, bây giờ chúng ta đang có một cái sơ đồ team Rayan hàng hàng dạt đấy, được đấy nhé, khó nhỉ, có xem nhỉ. Hakimi à, Hakimi vào đá tiền vệ. Figo tuổi gì, ra dự bị, tiêu trung vệ, là chó đá đa di năng đấy, đào đét, nãy giờ xây mất tương đối tiền rồi đấy, 3.000 tỷ rồi đấy, đùa đâu. Đầu tư 3.000 tỷ mà nhìn team nó có ra cái gì không? Thì đéo ra cái gì chứ. Morata à, toàn hàng VIP, VIP Pro. Cái gì? Eto à? Eto nổi tiếng quá rồi. Ông đi ra ngoài bớt đi. Morata đá giữa này, Michael Owen đá đây này. Valverde này. Ở Chuameni. Hakimi nhá, Hakimi xem chỉ số sút nào. Sút xoáy 118. Có tí được đấy. Hakimi. Cũng là Real nhưng mà nó lạ lắm. Được. Nhìn lóa rất là buồn cười. Ok đi. Thì đó lại viên à. Đây team Real 3.000 tỷ. Đá hay như 300 tỷ. Bây giờ là chờ những cái cầu thủ VIP Pro còn 5 vị trí nữa đang mua. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái vị trí khác ở đây. Nếu mà anh em mà có lòng thì anh em cứ bắn lên nhá. Những cái hàng là Luxury VIP Pro, lô béo, đủ các thứ không mua. The Thomas các loại đâu. Rồi, Morata Owen. Ui, nhìn uy tín vãi. 3.000 tỷ mà chỉ số tổng quát được 122 này. Nếu mà làm full nhiệm vụ các thứ lên được 126 á. Ừ, lắm được.
Mình đổi cái tên cái. Đổi cái tên đi cho nó ấy chứ. Phần thẻ rồi đổi tên này. Rồi. Ta-da. Ok anh em ơi, đổi tên sau. Giờ chúng ta đi phòng thay đồ, đổi áo đổi quần cái cho anh em nó mát máy nào. Đâu nhỉ? Đây rồi, Real Madrid này. Real này. Ôi sao áo sống nhìn chán đời này. Áo trắng được. Áo tím tím hồng hồng, áo đen nhìn đẹp, áo tím tím hồng hồng nhìn nó cứ bẩn bẩn thế nào. Ok đi. Áo trắng này, áo sọc này. Áo này thì mình sẽ lấy của Villarreal. Ở Villarreal cũng có chữ Real trong này. Tuyệt vời. Mẹ ơi. Nope. Thôi xong. Ergulit. Quá đơn giản. Mất một quả bóng thôi. Đây rồi. Morata phối bóng hay đấy. Mày đâu rồi? Vào đánh đầu em ơi. Morata. Trời ơi. Anh em đá nó chả ăn nhập gì nhỉ. Chiến thuật của tôi rồi các bạn. Nope. Đéo gì ấy? Gì vậy? Tiền đạo mục tiêu Morata đang cho thấy sự tù túng của mình. Ôi mẹ ơi! Và trọng tài thổi hết giờ luôn, tình huống vừa rồi. Úi trời ơi! Ăn vừa đề. Đây rồi, tốt. Bàn thắng đầu tiên, Luis Figo. Figo mặc áo Barca thì có vẻ là khá bình thường đúng không? Yes! Trái tim ngay, ăn mừng trái tim ngay. ZA anh em ơi, quả đấy ZA. Hakimi. Figo. Luis Figo. Ồ, sẹt men. Figo là người dứt điểm rất hay anh em ạ. Tenias gửi 20.000 lớp du bay đi. Em lên The Sea con G Müller rồi xếp ạ mặt cười. Ờ, kèm, chúc mừng em với game Müller. Đi cứt. Đường truyền Rodriguez. Tiếp tục là phạt kiến tạo. Không em rồi. Sướng. Ghi được bà là sướng anh em ạ. Đã, chạy hát không? Không dám cầm bóng ở trục giữa luôn. Chỉ có đá được ở cánh. Ta đánh đầu của Owen, pha bóng không thể cản phá. Lý do là James Rodriguez có đường tạt bóng quá đẹp rồi. Ui dồi ôi, Morata cộng 8 kìa. Lead mà đấm như con. Hay lắm nhỉ, James Rodriguez hay thế nhở. Cái này Figo chân trái mà cũng là chân trái 4 anh em trong vòng cấm. Những cái quả đấy anh em có nhớ con Lewandowski của tôi không? Đóng như máy khâu. Cần quái về chân 5. À, chia sẻ với anh em là cái đội dàn hậu vệ của tôi là từ em Bá Lâm ra đấy. Không có em tôi thì tôi không có cái quán hàng này để chơi. Cái hồi nó đang còn rất là hot. Dàn mùa Lai Rayan cộng 9 đang rất là hot. Nên nhờ mối quan hệ mõm không mất đồng nào anh em ạ. Mừng hú. Quả Morata hay quá nhở. Đá thế chứ. Thế nó mới là làm nguồn cảm hứng của cả đội. Ô trời. Morata đá hay chứ anh em. Trừ những lúc không hay. Ủa ôi, dô béo. Dô béo, làm sao mà qua được Na chó. Na chó hậu hay quá nhỉ. Đánh vào đầu. Xem tình huống cản phá đường hàng không của Van Verde buồn cười vãi.
nhảy lên đánh đầu cho bóng trúng chân ý, hệt tôi ngoài đời. Hakimi muốn lên đá tiền đạo rồi. Eto, ồ sệt men sút công xoáy luôn. Ủa rồi, Owen hết sức rồi. Hay quá nhờ, pha kiến tạo kìa. Không được. Đội bạn đá hay hơn thì kệ đội bạn, đội mình đá hài hơn. Đội mình đá vừa tấu hài mới đỉnh như. Đá nghiêm túc thì nói làm gì. Dám chọc vào niềm kiêu hãnh của Eto à? Hakimi Seedorf. Đây rồi, Clarence Seedorf và dứt điểm rất nhanh. Tóc dài hẳn ra. Cùng là 78kg nhưng mà Van Verde thể hình nhỏ, còn Seedorf thể hình to. Anh em thấy cái khả năng tranh chấp nó khác ngày. Rồi, Theo. Đây rồi. Mẹ. Rồi, tí hụt. Hakimi. Trong 1 giây phút được lên đá tiền đạo thì em đã ghi bàn. Ok em. Người kiến tạo là Rudiger. Nghe nó gảo ba nào. Đây rồi, Figo. Trời ơi, tiếp quả bóng Figo. Đừng. Tao mát là nếu hiểu cái team này nó bị sao. Đúng rồi, mẹ mua mấy cái thằng AI thấp về đá. Ngấy vãi trưởng. Khoảng cách chênh lệch khoảng 3% thì được gọi là đè đội hình. Nhưng mà nó phải cùng một con cơ. Agi. Agi nào. Rồi. Đau hết cả tay. Rồi, ok. Van Verde. Rồi. Trận này đội bạn nó chỉ có Rodri, nó không có Gullit. Figo. Rồi. Cái người biết tạt nó khác ngay. Rồi. Rồi. Đờ Thomas. Hello bảo em. Lộ em.
Ui, cú sút này quá được đi. Rồi Seedot ở chào Nam. Giờ mình vẫn đang tìm mua những con hàng giạt Real. Anh em cứ xả hàng cho mình. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.